khu bầu cát. Bầu cát. Bầu cát. Đường Nguyễn Hồng Đào. Nguyễn Hồng Đào chứ không phải là Nguyễn Chính. Mới cái Hồng Đào à? Ừ, mới Hồng Đào à. Chợ gì đây? Úng Ỉn này, cái bánh mì xôi Úng Ỉn. Úng Ỉn bánh mì. Nếu mình lấy cái tên phải cho nó đọc một phát mới được à, cho nó nhớ. Đường Bầu Cát là đường Bầu Cát. Hồi nào ba đi ba quay những cái bảng hiệu mà độc lạ hả? nhiều cái bảng hiệu độc lạ, còn một video clip vậy á. Siêu tầm những cái bảng hiệu độc lạ. Chụp hình thôi, đâu cần quay, chụp hình xong rồi ghép thành phim. Xong bây giờ qua đăng lên mà thành một cái phim vậy, nhiều khi nó hot á. Đường Bầu Cát à. Khu này là khu ăn chơi ngon ha, đẹp, khu này đẹp. Mọc sườn, phở, đủ hết. Bún mém. Đồng đen có phố Kỳ Lừa. Người ta là Đồng Đăng nhưng mà Đồng Đen mình chuyển là Đồng Đen. Sài Gòn có gì vui? Có gì đăng lên hả? Đó. Có gì đâu? Đâu? Từ nãy giờ tỉnh không có. Có gì đâu? Bình thường. Tự nhiên như người Hà Nội mà. Câu lạc bộ võ thuật X Fighter Club, kickboxing đủ thứ. Bún chả nem cua biển. Hồi xưa là đường này là bị ngập nước rồi, nhớ không? Nước mỗi lần mà mưa một phát là nó lên, ôi trời ơi. Thân nhé. Ồ, có quán ớt. Quán ớt Singapore. Chúng ta đã tới thiên đường ăn nhậu đây rồi. Đây, thiên đường ăn chơi của Tân Bình. Đó, thiên đường ăn chơi đó, thấy chưa? Nhậu. Mà nhậu hai bên là nhậu là coi như là làng nhậu luôn. Bò né này, bên trái này, ăn uống tùm lum á. Giờ có phi hào nó có cái vị trí ngay góc đường đá mà. Chỗ nào góc đường là nó lụm cho nó. Hồng Lạc. Hồng Lạc chứ không phải là Thôn Ngọc Hầu hả? Thôn Ngọc Hầu là trên kia. Qua khỏi ngã tư Thôn Ngọc Hầu. Qua Bình Tân mới là
qua con ngã tư này vào Hồng Hồng. Chưa, chứ một vàng là cho tới đâu qua rồi nhé. Rồi.